nàng cười phá vỡ tình thế bế tắc này. người đang trách ta sao? ánh mắt trần cảnh rơi trên mặt nàng, giọng nói cực kỳ buồn giàu. ai cũng có chí hướng của riêng mình. xảy ra biến cố lớn như vậy, ta là nam nhi còn phải ăn thân lập nghiệp, huống hồ người là thân nữ nhi, cách làm của người là đúng. đa tạ, vậy tìm ta có việc gì? Trần Cảnh nhìn nàng dường như do dự. "Sở Thất, đừng tới cung Càn Thanh." Nhìn biểu cảm nghiêm trọng của y, Hạ Giơ Thất nhếch mép, trong lòng đột nhiên thấy vô cùng ấm áp. Tuy rằng Triệu Thập Cửu không còn nữa, nhưng những thuộc hạ cũ đáng tin cậy của hắn vẫn quan tâm tới nàng. Nhưng cũng chính vì vậy mà nàng không thể để liên lụy tới những người này. "Không có gì. Bệ hạ gọi ta tới một chuyến." Đại để là chuyện Hoàng Thái Tôn xin chỉ ban hôn, muốn tìm ta tới xác nhận. Trần Đại ca không cần lo lắng cho ta. Bàn tay Trần Cảnh đặt trên chuôi kiếm, mày nhú chặt lại, giống như suy nghĩ rất lâu mới khó khăn nói ra một câu. Người chuẩn bị đi, lập tức đi cùng ta. Đi. Hạ sơ thất cười. Trần Đại ca muốn đưa ta đi đâu? Trần Cảnh nói sẽ có nơi để tới thôi. Hạ sơ thất nhìn y. Người không định làm thống lĩnh cấm quân nữa sao? Không cần tiền đồ rộng mở nữa à? Cô họng trần cảnh nghẹn lại. Không làm nữa. Mày hạ sơ thất giật nhẹ trong lòng nghẹn ngào. Sinh mệnh của mỗi người đều rất quý báu. Nàng sẽ không cho rằng người khác nên vì nàng mà hy sinh bản thân. Hiện nay cấm quân của cả Hoàng Thành đều nằm trong tay Trần Cảnh. Nếu y muốn đưa nàng đi thì không khó, nhưng làm vậy cũng có nghĩa là y sẽ đối đầu với cả triều đình Đại Yến. Tất cả hào quang xung quanh y, cùng với công danh mà y nỗ lực mới nhận được đều uổng phí, hơn nữa có thể sẽ phải chạy trốn suốt cả đời. Ân tình như vậy, nàng không thể nợ được. Khóe mắt ướt lệ, nàng nhìn y cười. "Trần đại ca, đa tạ ý tốt của huynh." Hôm nay, cho dù cung Càn Thanh có là hang hùm miệng cọp, ta cũng phải xông vào một chuyến." Nàng quyết tâm lạnh lùng nói. "Muốn ngồi được vị trí đó thì tất phải gánh được sức nặng của nó. Ta muốn lấy Triệu Miên Trạch, muốn làm Thái Tôn phi, muốn làm hoàng mẫu nghi thiên hạ, không ai có thể cản nổi ta, hoàng đế cũng không thể." Trái tim Trần Cảnh thất lại, giọng nói chậm rãi. Hôm nay, cho dù người tránh được cung càn thanh, vậy ngày mai thì sao? Thân ở hậu cung, không lúc nào là không phải cẩn thận. Tại sao người phải khổ vậy? Làm thái tôn phi, làm hoàng hậu thật sự tốt như vậy sao? Có nữ nhân nào trên thế gian này không mong ước chứ? Trần cảnh vốn không giỏi nói năng, mím môi nhìn nàng dây lát. Nhìn thấy có lính tuần tra tiến về phía này, liền lập tức rời đi bảo trọng hạ sơ thất âm thầm nói hai tiếng nhưng trần cảnh đi được vài bước lại dường như nghĩ ra gì đó y dừng chân không nhìn hạ sơ thất mà nhìn tinh lam lặng lẽ đứng ở bên cạnh tinh lam cô nương trần mỗ có vài câu muốn nói tinh lam nhìn hạ sơ thất rồi đi tới trước mặt y trần tướng quân có gì chỉ giáo trần cảnh chớp mắt vài lần Biểu cảm trên khuôn mặt tuân tú bình lặng thật khó đoán Ngữ khí lạnh lùng Nhưng giọng nói lại đè xuống thật nhỏ Hôm nay ta trở ở cung càn thanh Người cầm lấy thứ này Lúc cấp bách thì lấy ra dùng Nói rồi y không trần trừ Đưa tay ra nằm lấy tay của tinh lam Thuận thế nhét đồ vật vào tay của nàng ta Rồi khép chặt lại Tỏ ý nàng ta hãy nắm chặt Sau đó quay người rời đi Tinh Lam nhìn theo bóng dáng y, Quý đầu nhìn bàn tay vừa bị y nắm, mặt đột nhiên nóng lên. "Chà, hai người nói cái gì vậy? Chọn lúc nào không chọn, ở chỗ đông người thế này còn chơi trò nắm tay." Vừa nãy động tác nhét đồ của Trần Cảnh rất nhanh, Tình Lam lại quay lưng về phía nàng, nên Hạ Sơ Thất không nhìn thấy rõ lắm. Tình Lam nhắm mắt lại, vành tay nóng rực, không mở bàn tay ra mà nhét thẳng đồ vào trong ngực, không giấu giếm Hạ Sơ Thất hôm nay y trực ở cung càn thanh vậy thì sao y đưa cho nô tỳ một mũi tên ồ ta còn tưởng trần đại ca đưa tín vật gì cho ngươi cơ đấy hạ sơ thất nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng ta liền chế giễu sau đó đột nhiên thở dài tinh lam không cần nghe y chuyện này ta tự có cách ta không muốn liên lụy tới y tinh lam nghiêm mặt nhưng thất tiểu thư Hạ sơ thất diễu cợt Còn chưa gả mà đã bênh phu quân rồi à? Nô tỳ, nô tỳ đâu có Được rồi, đùa với ngươi thôi Mặt hạ sơ thất nghiêm túc Thấy tinh lam dường như thở phào một tiếng Nàng bất giác lại cong môi Tiếp câu sau Chờ chuyện này kết thúc rồi Nếu ta còn sống Sẽ làm mai cho ngươi và Trần Đại Ca Tới lúc đó người lại tiếp tục tòng phu. Hồng Thái Đế triệu kiến nàng tới chính điện. Bên ngoài, truyền tai chuyện Hoàng Thái Tôn xin chỉ ban hôn, làm cho Hoàng Đế vô cùng tức giận, khiến bệnh rất nặng. Nhưng Hạ Sơ Thất bước vào chính điện, quan sát ông ta liền biết. Hoàng Đế này một chốc lát, chắc chắn không thể chết được. Người trong điện nhiều hơn nàng tưởng tượng nhiều. Trừ Hồng Thái Đế chủ vị, còn có cống phi nương nương đã lâu lắm không tới đây. Ngoài ra còn có một ngàn cung nữ ma ma và thị vệ thái giám. Mặt mũi ai nấy đều nghiêm túc, không giống như muốn hỏi nàng mà giống như quan giám trảm ấy. Còn nơi này chính là pháp trường hành hình. Nàng khẽ cười, quý người thỉnh an. Bệ hạ vạn an, cống phi nương nương kim an. Sang mặt hồng thái đế giữ tợn, ông ta không nói năng gì. Rốt cuộc cống phi cũng không thể nhịn được như ông ta, Chờ hạ sơ thất đứng vững liền lạnh lùng nói Hạ thị Bổn cung hỏi lại ngươi một lần cuối Ngươi nhất định Muốn suối dục Hoàng Thái Tôn Cưới ngươi có đúng không Suối dục Hạ sơ thất liếc nguyệt dục một cái Tò mò nói Lời này của nương nương Dân nữ không hiểu lắm Dân nữ và Hoàng Thái Tôn đã có hôn ước từ nhỏ Bây giờ Hoàng Thái Tôn cưới dân nữ Chẳng qua là thực hiện giao ước năm đó mà thôi hợp tình hợp lý, sao gọi là xúi dục? Mỗi lần nhìn dáng vẻ vàng thật không sợ lửa của nàng, Cống Phi đều tức giận không nhịn nổi. Khá khen cho loại phụ nữ ngu xuẩn, không biết điều như ngươi. Bổn cung tiếc thay cho mạng của ngươi, nên mới nhiều lời hỏi một câu. Ngươi còn mồm miệng lanh lợi, xảo biện. Xem ra không cần mạng nữa rồi. Vậy thì đừng có trách bổn cung vô tình nói rồi bà ta nhìn hoàng đế một cái dặn dò nguyệt dục ban rượu lúc này hạ sơ thất mới phát hiện trên tay một tiểu nha đầu bên cạnh nguyệt dục có bưng một cái khay bằng gỗ tử đàn trong khay có một bình rượu còn có một cái chén nguyệt dục thông minh hơn nàng tưởng tượng xem ra hồng thái đế muốn nàng chết hơn nàng nghĩ bọn họ chuẩn bị lược bỏ tất cả trình tự muốn đi thẳng vào chủ đề giết chết nàng vải trắng rượu độc và kéo ba thứ cũ kỹ này thật sự không có gì mới mẻ cả hạ sơ thất khẽ cười đầy mắt lạnh ngắt cống phi nương nương muốn ban rượu độc cho dân nữ vậy người có thể nói rõ ràng trước là dân nữ có tội gì không nói rõ ràng để dân nữ có thể chết một cách minh bạch dường như cống phi không kiềm chế được nguyệt dục người nói cho nàng ta nghe Nguyệt Dục đáp dạ rồi lạnh lùng nhìn nàng. Hạ thất tiểu thư, để tránh làm bẩn miệng cống phi nương nương, chuyện này chỉ đành để nô tỳ nói thay người. Từ xưa đức hạnh của phụ nữ lấy danh tiết làm đầu. Đặc biệt là hoàng tự tuyển chính phi, càng buộc người con gái phải có tấm thân thanh bạch sạch sẽ. Người đã sớm lấy người khác rồi, tàn hoa bại liễu, sao còn dám vào đông cung, sao còn dám mặt dày đòi hoàng thái tôn lấy ngươi. Hạ sơ thất nhíu mày. Tàn hoa bại liễu, dựa vào đâu mà lại nói ta như vậy? Nguyệt Dục lạnh lùng đáp. Được, vậy nô tỳ nói rõ hơn chút nữa. Người vốn chính là thê ngự ban của Hoàng Thái Tôn, lại không giữ đạo làm thê. Trong thời gian chờ xuất giá, đã làm chuyện ô uế với người khác, làm dơ bẩn sự trong sạch của Hoàng Thất. Theo lẽ phải, đánh cho tới chết hôm nay chỉ có một chén rượu, là bệ hạ và nương nương đã thương ngươi rồi, còn không tạ ơn. Ở vương triều phong kiến, không cần nói tới hoàng thất, cho dù là bách tính bình thường cũng cực kỳ coi trọng trinh tiết của phụ nữ. Đây quả thực là một lý do có hiệu lực nhất để bọn họ giết nàng. Nhưng hạ sơ thất vẫn không tin bọn họ dám nói ra chuyện nàng đã từng ở cùng với triệu tôn trước mặt mọi người trong đại điện vì không chỉ là tát mặt nàng mà còn là tát vào mặt triệu tôn, tát vào mặt hoàng thất đại yến, cũng là tát vào mặt cống phi và lão hoàng đế. Nguyệt cô cô, những lời vu oan ta như vậy là ai đã nói ra? Ta đã làm chuyện ô uế với ai? Hôm nay người hãy nói rõ ràng cho ta, đừng làm hỏng thanh danh của ta. Câu này hỏi cực hay, ai dám nhắc tới tên của tấn vương? Tấn Phương Triệu Tôn vừa chết đã trở thành một biểu tượng có liên quan tới cao thượng của Đại Yến, một thần thoại đi vào lịch sử. Chuyện thông dâm về cháu sâu này, người khác cũng không dám tùy tiện vấy bẩn lên người hắn, huống hồ là cha mẹ đẻ của hắn. Cống Phi vừa nghe đã tức giận. Còn tiện nhân nhà ngươi, ngươi... Nương nương. Nguyệt Dục đưa mắt, y nói bình tĩnh đừng nóng vội cho Cống Phi, giống như sớm đã có đôi sách. Người không chịu thừa nhận phải không? Có trong sạch hay không rất dễ chứng minh. Chỉ cần tới an lạc đường, tìm hai ma ma kiểm chứng là biết được kết quả thôi. Nguyệt cô cô, chỉ bằng ngươi đích thân làm đi. Hạ sơ thất ngẩng cao đầu, khiêu khích. Chỉ sợ ta vốn là thân nữ nhi trong sạch, nhưng bị ngươi tìm người tới kiểm tra thì lúc đó lại thật sự không còn trong trắng nữa thân nữ nhi nguyệt dục hít một hơi nghe nàng nói rất thản nhiên chỉ thấy một cơn giận dữ dâng lên trong lồng ngực hạ sở người thật sự là không biết xấu hổ thấy nguyệt dục là người lãnh đạm như vậy mà cũng bị mình chọc giận xù lông hạ sơ thất khẽ cười dùng tư thái xinh đẹp ném cho nàng ta một cái nhìn quyến rũ đột nhiên chuyển qua chủ đề khác nhìn về phía cống phi nương nương nếu nhất định muốn kiểm chứng, vậy có thể xin người đích thân ra tay không? Trong hoàng thành này, ta chỉ tin có một mình người. Cống phi sững người, kỳ quái nhìn nàng. Người có ý gì hả? Chỉ tin một mình ta? Thấy sự do dự của Cống phi, lại nhìn thấy sự gian xảo trong mắt hạ sơ thất, ý lạnh trào dâng trong đáy mắt nguyệt dục. Bệ hạ, nương nương, người phụ nữ này trước giờ gian xảo, để tránh đêm dài lắm mộng, không nên tiếp tục nói lý với ả ta nữa thì tốt hơn. Cống phi há miệng còn chưa nói gì, Hồng Thái Đế đã cho lời Nguyệt Dục là đúng. Ông ta biết rõ hạ sở là người gian xảo, sợ lời của nàng sẽ làm cống phi dao động, khẽ ho một tiếng liền nói. Không cần nhiều lời, ban rượu. Dạ. Hai mama trung niên cao lớn thô kệch nghe lệnh liền hung dữ sông lên, muốn giữ Hạ Sơ Thất, miệng bọn họ nói là ban rượu, thật ra là muốn cưỡng ép đổ rượu. "Thất tiểu thư." Trong điện, vài người đi cùng Hạ Sơ Thất sợ hãi ngây ra, vừa thấy biểu cảm quyết tuyệt của Tinh Lam, Hạ Sơ Thất liền trừng mắt với nàng ta, ngăn cản bọn họ, tự mình lùi lại phía sau hai bước, ánh mắt u ám quét qua. "Các người thật sự muốn ép ta chết phải không? Nếu đã như vậy, Sao phải khổ sở truyền ta tới đây? Chỉ bằng cứ tìm người, một đao kết liễu ta là xong. Còn có thể để lại danh tiếng tốt, tránh tương lai dưới ngòi bút sử quan lại thêm một trang phê phán mình tàn bạo. To gan! Hồng Thái Đế tức giận, chỉ nàng gằn giọng Đổ vào cho chẫm Bệ hạ! Cống phi cắn răng, đột nhiên trong lòng thấy không nỡ. Chỉ bằng nhốt nàng ta lại trước, nếu nàng ta hối cải Thì tha cho nàng ta con đường sống Thiện nhi Hồng thái đế nhìn bà ta Thấy bà ta ngậm miệng không nói Mới lại nhìn về phía hạ sơ thất lạnh lùng nói Hạ sở Chậm đã cho ngươi rất nhiều cơ hội Là ngươi không chịu hối cải Vốn dĩ Ngươi có thể ăn phận mà sống Nhưng ngươi lại không thích Nếu đã một lòng Muốn tìm đến cái chết vậy chấm cũng không tiếp tục tha cho ngươi nữa. Nhìn vào ánh mắt sắc bén của ông ta, hạ sơ thất thầm kinh sợ. Nàng đột nhiên cảm thấy trong số những người này, có lẽ chỉ có lão hoàng đế tai thính mắt tinh này thật sự biết nàng muốn làm gì thôi. Vậy nên ông ta mới kiên quyết muốn trừ khử nàng như vậy. Cười lạnh một tiếng, nàng nhìn thẳng mắt ông ta. Chết có gì sợ, nhưng trước khi chết, cũng phải cho ta một lý do chứ. Vô duyên vô cớ giết người, sẽ không thể ngăn được miệng thiên hạ đâu. Huống hồ chẳng phải, bệ hạ thích lấy đức phục người nhất hay sao? Hồng Thái Đế so sự. Vô liêm sỉ, dám khích tướng chẫm. Dân nữ không dám, sự thật mà thôi. Hồng Thái Đế liếc mắt cười lạnh. Người rõ hơn bất cứ ai, vì sao chấm phải giết ngươi? Nói rồi ông ta nhìn về phía hai ma ma đang run rẩy. Còn không ra tay? Dạ. Ma ma vừa hành động, trong chính điện đã vang lên tiếng khóc. Bệ hạ, tha cho thất tiểu thư đi. Nương nương, tha cho thất tiểu thư đi, nể tình ra. Hai người Mai Tử và chị Nhị Bảo gần như đều đồng thời quỳ xuống khẩn thiết van xin, mặt đầy nước mắt. Nghe thấy tiếng khóc xé tâm can này, trên mặt cống phi rõ ràng xuất hiện vẻ dao động. Hồng Thái Đế thấy vậy, thái độ càng kiên quyết hơn trước. Ban rượu! Hạ dơ thất cắn răng, mùi vị của rượu bay vào mũi. Chỉ vừa ngửi, nàng đã biết, đây thật sự là rượu độc, không giả chút nào. Nàng vung mạnh cổ tay, thấp giọng nói. Bệ hạ, nương nương ta còn có một chuyện muốn nói. Đồ rượu. Hồng Thái Đế không để cho nàng biện bạch, lạnh lùng nói. Bệ hạ, nghe nàng ta nói xem, có lẽ nàng ta còn điều gì muốn nói. Có lẽ còn có gì đó mà chúng ta chưa biết. Để nàng ta nói xong, để nàng ta nói xong. Cống Phi đưa tay kéo Hồng Thái Đế, dường như sắp khóc đến nơi hồng thái đế liếc bà ta một cái bất lực vẫy hai ma ma đi ra nói hạ sơ thất hít một hơi dập đầu cung kính với cống phi bệ hạ nương nương ta có rất nhiều điều muốn nói ta sinh ra ở phủ ngụy quốc công lớn lên ở phủ ngụy quốc công sinh ở đại yến lớn lên ở đại yến từ nhỏ phụ thân đã dạy ta phải trung quân ái quốc phải tuân thủ bổn phận Cả đời phụ thân ta tận trung vì nước, cuối cùng lại bị rơi vào tình thế toàn gia bị tịch thu tài sản, bị xử trảm. Tùy ta có thể sống tạm bợ, nhưng không dám sinh lòng hận thù với bệ hạ và triều đình. Chỉ vì phụ thân ta nói với ta, quân muốn thần phải chết, thần không thể không chết. Người tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ trả lại cho người công bằng. Nhưng người không chờ được công bằng đã cùng toàn gia hơn 100 nhân khẩu mất mạng tước vị của người, bị đệ đệ của người trăm phương ngàn kế chiếm mất. Hôn phu mà người chọn cho nữ nhi cũng bị chất nữ của người chiếm mất. Công lao cả đời của người đã trở thành bàn đạp cho người khác. Tất cả đều trở thành con số không. Không chỉ như vậy, người còn bị chụp mũ, tội danh thông địch phản quốc. Vì thế mà bị muôn đời khinh bỉ, bêu danh thiên cổ. Vốn dĩ chỉ là kể chuyện bừa để kéo dài thời gian. Nhưng nói tới chuyện này, có lẽ đã khơi dậy tâm trạng vốn có của hạ sở. Bất giác, rất nhiều chuyện cũ và hình ảnh không ngừng xẹt qua trong đầu nàng. Giống như nàng đích thân trải qua vậy, khiến tâm can đau nhói. Lúc này dường như không phải là hạ sơ thất nữa, mà là hạ sở đáng thương, bị vứt bỏ năm đó quỳ dưới đất, khóe mắt đẫm lệ, giọng nói nghẹn ngào. Chuyện thành thân của dân nữ và miên trạch là do bệ hạ đích thân hạ chỉ vậy nên dưới sự tận tâm chỉ bảo của phụ thân và mẫu thân lúc đó dân nữ chỉ biết dân nữ sẽ là vợ của chàng lớn lên rồi phải gả cho miên trạch cả đời cả kiếp này chỉ có thể là người của chàng thôi lúc đó chàng chán ghét dân nữ đối xử không tốt với dân nữ nhưng dân nữ cũng chưa từng oán hận chàng dân nữ chỉ một lòng chờ đợi chờ chàng quay đầu cưới dân nữ. Dân nữ rất ngốc. Ai cũng nói dân nữ rất ngốc, là một kẻ ngu ngốc. Chỉ có phụ thân và mẫu thân không ghét bỏ dân nữ. Bọn họ nói dân nữ là bảo bối của bọn họ, là đứa trẻ lương thiện nhất thế gian. Người lương thiện nhất định sẽ có báo đáp. Nhưng nàng không chờ đợi được tới lúc có báo đáp. Một sinh mạng cuối cùng đã chết ở núi Thương ưng nâng mắt trượt dài xuống giọng nàng khàn đặc nhưng miên trạch vẫn mãi không quay đầu bất luận dân nữ đối xử với chàng thế nào bất luận dân nữ nói gì dù quỳ xuống xin chàng cũng không được chàng không chịu nhìn dân nữ một cái chàng thích tam tỷ của dân nữ chàng thích bao nhiêu thì dân nữ đố kỵ bấy nhiêu dân nữ không hiểu không phải chàng là hôn phu của dân nữ sao Tại sao lại không thể giống dân nữ? Dân nữ của lúc đó không hiểu được rằng khi một người không có tình cảm với mình thì dù nước mắt có nhiều thế nào cũng không có giá trị. Dân nữ khóc mãi, khóc mãi, càng khóc càng bị chàng ghét bỏ. Hạ sơ thất nói tới đây, Cống Phi đã khóc không thành tiếng, như bị câu chuyện làm cho cảm động, thỉnh thoảng lại cầm khăn tay lau nước mắt khiến cho hạ sơ thất suýt chút nữa thì cười phá lên, cũng khiến cho hồng thay đế cuối cùng cũng không nhịn được nữa, thật sự sợ nếu tiếp tục kéo dài sẽ giống lời của Nguyệt Dục, đêm dài lắm mộng. Thiện Nhi, một tay đỡ lấy cống phi, ông ta đưa mắt với Mama, ra tay, dừng lại. Lúc này thị vệ ở cửa điện đột nhiên bị đáng ngã. Tiếp ngay sau là tiếng ồn ào bên ngoài, rồi triệu miên trạch xông vào. Có vô số thị vệ của đông cung và cấm vệ quân hoàng thành, khiến cho lão hoàng đế vừa nhìn đã sầm mặt xuống. Hoàng Thái Tôn, muốn làm gì đây hả? Triệu miên trạch ở ngoài điện, nghe tiếng của hạ sơ thất, chỉ cảm thấy tim như dao cứa. Hắn không trả lời hoàng đế mà đạp mạnh hai ma ma ra, đỡ hạ sơ thất loạn choạng sắp ngã lên. Tiểu thất, nàng có sao không? Hạ sơ thất lắc đầu, mồ hôi lạnh đã sớm ướt hết lưng. Không sao thì tốt rồi. Triệu miên trạch vén vạt áo bào, quỳ sạp xuống đất. Tôn nhi xin hoàng gia gia thu hồi mệnh lệnh. Mặt hồng thái đế đầy tức giận, ông ta gằn giọng. Ngươi không ở điện văn hoa lên chiều, sao lại chạy tới đây hả? còn mang theo nhiều người như vậy định làm gì đây? Triệu Miên Trạch khẽ cúi đầu. Hoàng gia gia, Tôn Nhi nhận được tin qua đây. Hắn nhìn chén rượu trên khay trước mặt, lại nhìn hạ sơ thất một cái. Hoàng gia gia, tiểu thất không hề mất đi trinh tiết, người đừng tin lời kẻ khác. Tối qua, Tôn Nhi đã ở lại chỗ nàng. Vốn dĩ nàng là hôn thê của Tôn Nhi, Tôn Nhi cũng đã từng cùng nàng viên phòng. Hồn thê của Tôn Nhi, nàng còn trinh tiết hay không? Tôn Nhi rõ hơn ai hết. Đầu óc hạ sơ thất như xét đánh, nàng ngây người nhìn hắn. Hắn lại không nhìn nàng, một lần nữa cúi đầu. Xin hoàng gia gia tác thành. Hồng Thái Đế nghiến chặt răng, đập mạnh tay đứng lên. Người ăn nói hàm hồ, không cần che đậy giúp con tiện nhân này, Triệu Miên Trạch nhìn ông ta. Không chịu tỏ ra yêu thế, quay đầu nói. Hà Thừa An. Hà Thừa An đáp một câu, toát mồ hôi, đưa lên một cái khay. Trên khay là một chiếc khăn lụa trắng. Trên đầu dài lụa trắng, có một chấm đỏ tươi, mật độ vừa đủ, bất cứ ai cũng biết ý của hắn. Hoàng gia gia, vì người khăng khăng làm theo ý mình, không chịu thực hiện hôn ước, còn muốn trừ khử hôn thê của Tôn Nhi. Tôn Nhi mới tung quá làm điều. Tiền chạm hậu tấu. Bây giờ gạo đã nấu thành cơm. Xin người hạ chỉ ban hôn. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hồng thái đế. Hoàng gia gia, để không nuốt lời với phụ thân nàng ấy. Hoàng gia gia nên cho phép đi. Miệng hồng thái đế khẽ run. Người là đổ nghiệp chướng Triệu Miên Trạch nhìn ông ta nhắc lại lần nữa. Xin Hoàng Gia Gia tác thành. Nếu chấm không tác thành thì sao? Ngươi đủ lông đủ cánh rồi. Muốn ép Hoàng Gia Gia đúng không? Tôn Nhi không dám. Không dám. Hồng Thái Đế ném mạnh chén trà. Chấm thấy ngươi dám lắm. Đem theo nhiều cấm vệ quân, thị vệ như vậy. Không phải là ép cung thì là gì? Tôn Nhi không có ý này. Xin Hoàng gia gia minh giám. Tôn Nhi chỉ muốn bảo vệ hôn thê của mình. Không hề muốn làm ảnh hưởng tới thánh giá của Hoàng gia gia. Hứ. Thấy hắn như vậy, cuối cùng giọng điệu của Hồng Thái Đế cũng dịu đi. Nghĩ ngươi cũng không dám. Hai người đối mặt với nhau, cục diện căng thẳng. Trước mắt, lý do Hồng Thái Đế muốn giết hạ sơ thất là mất trinh. Xong như bây giờ Triệu Miên Trạch lại nói nàng không hề mất trinh. Hơn nữa hắn đã viên phòng với nàng rồi. Tới cả cách kiểm tra cũng đã chặn mất. Lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, tim hạ sơ thất đậm mạnh hơn. Ngay lập tức, nàng nhìn về phía Nguyệt Dục. Không may Nguyệt Dục cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt mang một suy nghĩ không thể nhìn thấu, khiến nàng lạnh hết ra đầu. Lẽ nào hỏng việc rồi? Nguyệt Dục quả nhiên không trung kế, sau khi ánh mắt hai người giao nhau trong chớp nhoáng nguyệt dục đột nhiên tiến lên trước hai bước quỳ dưới điện bệ hạ nương nương hạ sở là một con hồ ly thật ra vài năm trước trong trường săn hoàng gia ả à ta đã từng tư thông với người khác đã sớm thân tàn ma dại sao có thể xứng với hoàng thái tôn thân thể vàng ngọc vừa nghe nguyệt dục nhắc tới trường săn hoàng gia trái tim hạ sơ thất đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Cuối cùng chuyện này cũng đi vào quỹ đạo mà nàng đã sắp đặt. Có chuyện này sao? Cống Phi là một điển hình của não tàn, vừa nghe thấy Nguyệt Dục điềm tĩnh tự nhiên như vậy. Nghĩ tới chuyện này đã xảy ra vài năm trước thì không kìm được lại thương xót cho lão thập cửu của mình. Vậy mà còn phải cưới cái loại tàn hoa bại liễu này nữa. Ngay lập tức, sự thương xót vốn có không còn nữa cơn giận bốc lên, đối mặt với Nguyệt Dục. Người đã biết chuyện này, tại sao không nói ra sớm hơn? Trước đó, nô tỳ không dám nói, là sợ nương nương buồn. Nguyệt Dục kìm nén tâm trạng bất an, dùng lời nói trông đỡ. Cống phi giận nàng ta khiến cho nhi tử của mình chịu thiệt thòi, bèn phất tay, tức giận ngồi xuống ghế. Nguyệt cô cô! Hạ sơ thất nhướng mày, nhìn nàng ta cười, những việc làm ô nhục thanh danh người khác như thế này người nên đưa ra chứng cứ mới đúng dĩ nhiên là có chứng cứ rồi nguyệt dục cười lạnh nguyệt dục tỏ vẻ chắc chắn khiến sắc mặt của mọi người trên điện trở nên hiếu kỳ khuôn mặt nho nhã của triệu miên trạch đột nhiên trở nên lạnh lùng trong giọng nói mang vài phần cảnh cáo nguyệt dục quân vương ở trên từng lời nói hành động đều phải cẩn trọng đừng có hành động theo cảm tính, vu oan người khác, ngược lại, vạ lây cho mình. Nguyệt Dục thông dong hành lễ với Triệu Miên Trạch, nhìn biểu cảm trâu mày của hắn ta, cảm giác không tin trong lòng, ngược lại đã lăng xuống, khóe miệng lộ ra ý cười. Hoàng Thái Tôn, có phải là người muốn bảo vệ thất tiểu thư, không để chuyện xấu của à ta bị bại lộ trước mặt bệ hạ, ảnh hưởng tới việc ả à ta được gả vào Đông Cung không? Nếu như là vậy, Nô Tỳ không nói cũng rõ ràng nàng ta đang khích tướng, chặn họng khiến Triệu Miên Trạch nhất thời không nói được gì. Lúc này sắc mặt lão hoàng đế đang ngồi ở chủ vị trở nên điềm tĩnh. Ông ta nhìn Triệu Miên Trạch, tâm trí không ổn định, rồi lại nhìn Nguyệt Dục, vẻ như đã có định liệu trong lòng, khẽ bưng chén trà xanh còn bốc hơi nóng, nhấp một ngụm, đến mí mắt cũng không nâng lên. Miên Trạch không có chuyện gì là không thể nói người ngồi xuống trước đã hoàng thái tôn mời ngồi thôi anh đạt vội vàng qua đỡ lấy hắn triệu miên trạch xiết tay nhìn hạ sơ thất một cái cuối cùng vẫn bất lực ngồi dưới lão hoàng đế tình thế này giống như một cuộc tam đường hội thẩm vậy hạ sơ thất mím môi lòng bàn tay đổ mồ hôi trộm đây là tình cảnh nàng tự mình làm ra nhưng nàng không phải trọng thập cửu, không có trí tuệ bày mưu tinh kế giống hắn, nàng chỉ là một người phụ nữ, chỉ có thể dùng cách của phụ nữ, dùng cách không mây chi khí, thậm chí có chút cay nghiệt để hạ kẻ địch dưới chân ngựa. Không cần biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, không cần biết sự việc có phát triển như nàng diễn thử không, cũng bất luận phía trước là mười dặm thảm đỏ hay là vực sâu vạn trượng, một khi nàng đã lựa chọn lấy mạng sống để đánh canh bạc này, nàng buộc phải gánh vác hậu quả mà nó mang lại. Hơn thế còn phải chuẩn bị tốt việc bị thua. Nguyệt Dục thu lại thần sắc, từ từ mở miệng nói. Tháng 11, năm Hồng Thái thứ 21, Bệ Hạ dẫn chúng thần và chư vị điện hạ trong chiều đi tới trường săn hoàng gia ở Lão Sơn săn thú. Không biết có ai có nhớ không? Ngày thứ ba, ở Lão Sơn, thất tiểu thư của phủ ngụy quốc công vì đau ốm mà được đưa về kinh thành. Cống Phi khẽ nhớ mày liễu. Quả thật có chuyện này. Cũng vào lúc này, bà ta mới liên hệ giữa hạ thất tiểu thư trước mặt này với vị thất tiểu thư 6 năm trước kia. Nhìn hạ sơ thất, bà tiếp lời của Nguyệt Dục nói tiếp. Bổn cung nhớ ra rồi. Năm đó tử Nguyệt mới 10 tuổi. Tối hôm trước đó, Tử Nguyệt lén chạy từ bên ngoài về, cả đêm bất an. Nửa đêm, nó còn lén trèo ra ngoài, kéo theo thị vệ, tới tìm người. Trong lòng ta biết có sự khác thường, gặng hỏi. Mới biết, thì ra là nó đã lừa được ngươi lên núi. Năm đó, cả ngươi và Tử Nguyệt đều vẫn còn nhỏ. Tử Nguyệt lại là một chủ nhân ngang ngược. Vì thế, trong lòng ta sinh ra ấy nấy. Trời vừa sáng liền vội vàng tới lều của ngươi, mang theo đồ ăn và đồ chơi để tạ lỗi với ngươi thay tử nguyệt. Hạ thị, ngươi còn nhớ không? Hừ, nếu bổn cung sớm biết lúc đó, ngươi tư thông với người khác cũng sẽ không để lão thập cửu Khụ! Hồng Thái Đế ho một tiếng, công Phi ấm ức nhìn ông ta, tự biết mình lỡ lời, liền quay lại chủ đề. Hạ thị, người mau nói đi có phải chuyện nam nữ tư thông bại lộ rồi mới bị đưa về kinh không nương nương dân nữ sớm đã quên chuyện cũ sao người không chờ nguyệt cô cô nói hết rồi mới định tội hạ sơ thất cười lộ lúng đồng tiền nhìn về phía cống phi càng nhận ra bà ta đơn giản tới mức chẳng có não luôn nguyệt dục còn chưa nói xong bà ta đã vội ra mặt cũng coi như người trượng nghĩa nhưng lại dùng sai chỗ có điều từ lời nói của cống phi nàng cũng đã hiểu ra một chuyện thảo nào trước kia nàng luôn cảm thấy giọng của cống phi rất quen thì ra giọng của bà ấy đã ở trong đầu của hạ sở lúc đó nàng thường bị triệu từ nguyệt ép kéo đi chơi dĩ nhiên nàng cũng đã gặp qua cống phi rồi nguyệt dục nhìn hạ sơ thất bình tĩnh như vậy thì hừ lạnh một tiếng bệ hạ nương nương Năm đó ai cũng tưởng rằng Hạ thất tiểu thư ham vui mải chơi Bị phong hàn Mới bị đưa về kinh thành Thật ra là đêm hôm trước đó Đã tư thông với một thị vệ trên núi Bị ngụy quốc công phát hiện Lúc này mới vội đưa về Toàn là bịa đặt Triệu miên trạch trầm giọng lên tiếng Cắt ngang lời của Nguyệt Dục quát lớn Chuyện của 6 năm trước đã qua lâu như vậy Nếu không phải ngươi dựng chuyện thì sao không thấy người khác nhắc chuyện này sớm một chút? Miên trạch. Hồng Thái Đế lạnh lùng ngăn hắn lại, ngước mắt lên, hỏi Nguyệt Dục. Sao ngươi biết được nàng ta tư thông với thị vệ? Nguyệt Dục lạnh lùng nhìn sắc mặt triệu miên trạch, không ngừng biến đổi, trong lòng càng thêm tự tin. Bẩm tấu bệ hạ, đêm đó nô tỳ vừa ra khỏi lều đi rót nước, liền nhìn thấy từ Nguyệt công chúa vội vội vàng vàng, từ bên ngoài chạy về. Nô tỳ hỏi công chúa đã xảy ra chuyện gì. Công chúa nói với nô tỳ, hạ sở và người cùng lên núi, nhưng không thấy nữa, nên người phải quay về để gọi thị vệ đi tìm. Dừng lại một lát, nàng ta nhìn về phía hoàng đế. Bệ hạ, chuyện này có thể tìm tử nguyệt công chúa chứng thực. Nói tiếp đi. Hồng thái đế vuốt râu hơi hít mắt lại dạ bệ hạ." Nguyệt dục nói. Trong lòng Nô Tỳ nghĩ, nhất định không được để tiểu cô nương xảy ra chuyện, cũng không để ý được quá nhiều nên vội vàng vứt chậu nước chạy lên núi. Đường nhỏ lên núi ban ngày có người chạy qua, toàn là vết vó ngựa nông sâu. Đường rừng cực kỳ trơn, Nô Tỳ Tì tìm một hồi lâu không thấy người, đột nhiên nghĩ ra khe núi có một ngôi nhà gỗ nhỏ cũ nát. Nô Tỳ nghĩ liệu tiểu cô nương có tới chỗ đó không? Liền lập tức tới chỗ đó tìm. Nhưng lúc nhìn thấy ngôi nhà gỗ nhỏ, nô tỳ còn chưa kịp gọi, liền nhìn thấy thất tiểu thư bị một nam nhân bế lên, từ trong nhà gỗ nhỏ đi ra, y phục của hai người không chỉnh tề. Nam nhân đó cởi trần nửa người trên, còn trên người thất tiểu thư đang khoác áo ngoài của nam nhân đó. Người đó chốc chốc lại lấy mặt áp lên má của ả ta giống như đang hôn ả ta vậy. Hai người quấn lấy nhau cực kỳ thân mật. Nô tỳ không dám nhìn nữa liền chạy đi. Có nhìn rõ là ai không? Hồng Thái Đế hỏi. Khoảng cách giữa nô tỳ và ngôi nhà gỗ nhỏ khá xa. Tuy có đuốc nhưng lại không nhìn rõ. Vậy tại sao người lại phán đoán đó là một thị vệ? Vì hắn ta cởi áo giáp ra ôm mở cổ tay. Nguyệt đại tỷ, lời này không đúng. Hạ sơ thất cười tiếp lời, mắt như có như không quét qua triệu miên trạch một cái. Sao ngươi biết được, ta ở trong phòng vụng trộm với nam nhân? Cứ cho là có nam nhân bế ta ra ngoài, vậy làm sao ngươi có thể chắc chắn? Là không phải ta bị dã thú cắn bị thương, hoặc là rơi vào cái bẫy gì đó? Là người ta cứu ta ra chứ? Nghe thấy hai tiếng cái bẫy, triệu miên trạch nhíu chặt mày. Nguyệt dục, đây chỉ là lời của mình ngươi. Chuyện của ngươi nói, có ai nhìn thấy không? Lúc đó nô tỳ vội vàng, không gọi người theo. Nguyệt dục quý đầu, đột nhiên như thể nghĩ ra gì đó. Nhìn hồng thái đếm một cái từ từ quỳ xuống. Bệ hạ, nô tỳ có một yêu cầu hơi quá. Nói, Hồng Thái Đế vuốt dâu gật đầu. Nguyệt Dục nói. Có thể sai người tới, truyền phế Thái Tôn Phi Đông Cung tới hỏi chuyện không? Tối hôm đó, nô tỳ thấy nàng ta lên núi. Có lẽ nàng ta cũng sẽ phát hiện thấy. Hơn thế nữa, nàng ta là người của phủ ngụy quốc công. Trong chuyện này nhất định sẽ rõ hơn nô tỳ. Không chờ Hồng Thái Đế nói, Triệu Miên Trạch đã cười lạnh, cướp lời. Nguyệt Dục, phế thái tôn phi bị bổn cung cấm túc không được ra khỏi viện trạch thu nguyệt dục như có vẻ khó xử nhìn hồng thái đế một cái bệ hạ hồng thái đế thấy triệu miên trạch có vẻ hơi căng thẳng ngước mắt lên nhìn thôi anh đạt một cái đi người đích thân tới viện trạch thu một chuyến đón phế thái tôn phi tới đây thôi anh đạt thấy mặt triệu miên trạch sầm lại lùi về sau rồi ra ngoài trong điện tĩnh mịch như chết vậy trừ hồng thái đế thỉnh thoảng ho vài tiếng va và chạm lanh canh giữa các nắp trà và chén trà ra thì không có gì khác cảm giác căng thẳng đè nén tất cả mọi người may mà hiệu suất làm việc của thôi anh đạt cực cao không bao lâu sau ông ta đã dẫn hạ vấn thu vào cửa điện bão cầm đi đằng sau hạ vấn thu khoanh tay cúi đầu đi theo không dám nhìn ngó Đêm hôm qua Hạ Vấn Thu không ngủ, đôi mắt đẹp đầy tia máu tơ, cả người tiều tụy không ra người nữa. Nàng ta yếu ớt đứng trong điện, sau khi dập đầu mái lạy lễ tiết xong thì nhìn triệu miên trạch với vẻ thương tâm, rồi lại nhìn Nguyệt Dục quỳ sụp xuống tủi thân rơi lệ. Bệ hạ, nương nương, tội thiếp có thể làm chứng. Hồng Thái Đế ừ khẽ một tiếng mở miệng. Người nói đi, có gì chứng minh? Nhớ tới chuyện ở trường săn hoàng gia năm đó, dường như Hạ Vấn Thu hơi khó mở lời. Vẫn còn thầm lo lắng, nhưng tới bây giờ, trong nhà nàng ta gặp phải biến cố quá lớn, Triệu Miên Trạch cũng đoạn tình tuyệt nghĩa với nàng ta, nàng ta không còn cách nào khác. Do dự một lúc lâu, nàng ta mở miệng. Năm Hồng Thái thứ 21 Tội thiếp 14 tuổi, đi theo bá phụ và cha tới trường săn hoàng gia Lão Sơn tối hôm đó hạ sở mất tích bá phụ và cha phái người đi khắp nơi tìm kiếm tội thiếp cũng lén chạy theo đi tìm nhưng tội thiếp chưa tìm thấy hạ sở lại có cơ duyên trùng hợp cứu được hoàng thái tôn nàng ta căng thẳng nhìn triệu miên trạch rồi lại điềm đạm cụm mắt xuống hoàng thái tôn có thể làm chứng lời tội thiếp là thật lông mày triệu miên trạch hơi trau lại coi như thầm thừa nhận Hạ Vấn Thu thở vào một tiếng lại nói tiếp. Sau đó, thiếp cứu Hoàng Thái Tôn lên. Còn mình thì rơi xuống bẫy. Chờ lúc chàng quay về mang theo người tới cứu thiếp, thì đã qua mất rất lâu rồi. Trên đường bọn thiếp xuống núi, nhìn thấy hạ sở đừng một thị vệ bê lén lút xuống núi. Y phục của hai người họ đều không chỉnh tề. Nam nhân đó đi cực kỳ vội vã, nên không phát hiện ra bọn thiếp. Miên Trạch rất giận, muốn đuổi theo để hỏi là thiếp sống chết giữ người lại. Có người trong điện hít một hơi sâu. Cách nói của Hạ Vấn Thu cơ bản là thống nhất với Nguyệt Dục. Hai người làm chứng vừa nói, chuyện Hạ Thất Tiểu Thư năm đó tư thông với thị vệ, liền coi như có chứng cứ rõ ràng rồi. Một phụ nữ không biết giữ mình như thế, sao có thể làm Thái Tôn Phi Đông Cung đây? Gần như trong nháy mắt, ánh mắt của một nghìn người nhìn về phía Triệu Miên Trạch. Miên Trạch, chàng nói với bệ hạ, có phải chàng cũng tận mắt nhìn thấy chuyện này không? Hồi lâu triệu miên trạch cũng không nói gì, trên áo bào chữ quân màu vàng hơi đỏ, rồng năm móng như đang dơ vuốt sắc của nó ra. Còn ánh mắt của hắn nhìn hạ vấn thu cũng nhuốm thêm một tầng giá lạnh. Hai người nhìn nhau sau bao ngày không gặp, vài năm chung sống, vài năm thương yêu, trong giây phút này đã vỡ vụn từng chút từng chút một lông mày Hạ Vấn Thu giật giật, dường như nàng ta đã nhìn rõ được ánh mắt Triệu Miên Trạch trở nên lạnh lùng. Lúc mở miệng, ngữ khí của hắn ta không hề có chút cảm tình nào. Bổn cung chưa từng nhìn thấy, tuyệt đối không có chuyện này. Miên Trạch, tại sao chẳng phải nói dối? Trái tim Hạ Vấn Thu tan vỡ, đau tới mức không thể thở được nữa. Ngươi bảo bổn cung nói dối, có người làm chứng không? Triệu miên trạch nhìn nàng ta. Ý đồ bảo vệ hạ sở của hắn quá rõ ràng. Cho dù hắn biết rõ nàng không trong sạch, biết rõ nàng đã từng ngủ với người khác, cũng thật sự không mảy may để ý sao? Môi hạ vấn thu run rẩy, nàng ta căm hận nhìn hắn, đột nhiên cúi đầu nói. Bệ hạ minh giám, những lời này của thiếp đều là thật hoàng thái tôn vì để rửa tội danh cho hạ sở nên mới không chịu thừa nhận hồng thái đế ôm chán rốt cuộc thị vệ kia là ai thị vệ đó dường như hạ vấn thu hơi do so dự cắn môi một lát sau mới từ từ nói bá phụ và cha thiếp vì để bảo vệ danh tiết của hạ sở tránh việc này truyền ra ngoài đêm hôm đó đã giết luôn thị vệ đó rồi. Hạ sơ thất cười khẽ một tiếng lạnh lùng nhìn nàng ta. Tam tỷ, người thật biết bịa chuyện. Chuyện người chết khỏi cần đối chứng, nói ra ai tin được. Hơn nữa năm đó ta chỉ mới 12 tuổi, quan hệ bất chính, tư thông ư. Kiểu suy nghĩ đó cũng chỉ có loại người bị ổi như ngươi mới nói ra được thôi. Dường như sớm biết nàng ta sẽ phủ nhận, Hạ Vân Thu cười quái dị. Bệ hạ, lúc đó tội thiếp rất thích miên trạch, vì một chút tư lợi đã lén lưu lại một vật chứng rất quan trọng, bây giờ vừa hay có thể dùng tới, để chứng minh hạ sở thật sự có làm chuyện dơ bẩn với người khác hay không. Hai tay nàng ta run rẩy vội vàng, rút từ trong người ra, thứ mà hôm qua bão cầm đưa cho mình nói. Năm đó, khi cha thiếp giết tên thị vệ tư thông với hạ sở, đã lấy được từ người gã một cái yếm của phụ nữ theo như lời của thị vệ đó để lại cái yếm đó là tín vật tình yêu mà hạ sở tặng cho gã gã luôn mang theo bên người không chờ người khác nói hết hạ sơ thất đã khẽ cười một cái yếm thôi mà tìm chỗ nào mà không được sao có thể chứng minh là đồ của ta hạ vấn thu nhìn nàng một cái cười lạnh Mọi người đều biết hạ thất tiểu thư tuy ngốc nghếch, không hiểu thi thư lễ nghĩa, nhưng theo thùa thì lại được chân truyền từ bá mẫu của ta. Thủ pháp theo của cái yếm này là do chính ba mẫu ta năm đó sáng tạo ra. Hơn nữa tuy đã 6 năm, chân kim của cái yếm đã mờ rồi, nhưng bên trên vẫn có thể nhận ra chữ hạ được theo lên. Mọi người xem đi. Những ngón tay thon thả xòe ra, hạ vấn thu đã rũ tung cái yếm sau đó nàng ta chậm rãi giải nó trên đất, chỉ lên hoa văn ở giữa cái yếm. Đó là một cái yếm bên trên thì nhọn, bên dưới thì bằng, màu hồng cánh sen tươi sáng, theo hình chim khách đậu cành mai, chất liệu vải mịn màng trơn nhẵn, hoa văn tươi sáng lung linh, nhìn có vẻ vô cùng tinh xảo. Trong chính điện của cung Càn Thanh, một vật như cái yếm có ở đây thật sự quá mơ ám. Mọi người trên điện vừa nhìn hầu như đều thấy ngượng ngùng, không dám nhìn thêm. Sắc mặt Nguyệt Dục lại hơi tái đi, ngay lập tức lùi về sau một bước. Hạ sơ thất nhìn nàng ta một cái hỏi Hạ Vấn Thu. Tam tỷ không nhìn nhầm chứ. Hạ Vấn Thu hử lạnh. Làm sao ta có thể nhìn nhầm được? Hạ sơ thất cười. Chữ hạ ở đâu vậy? Ngươi chỉ ra xem. Ánh nhìn của đám đông tiếp tục đặt vào sắc hoa sinh động như thật trên yếm. Đó chính là hoa văn chim khách đậu cành mai. Cũng chính là chữ hạ mà Hạ Vấn Thu nói. Nghiêm túc mà nói nó không phải là một chữ thật quy tắc. Nhưng là dùng chim khách và hoa mai làm nét bút, phác họa mà thành. Bệ hạ mời xem, đây không phải chữ hạ sao? Hồng Thái Đế còn chưa tỏ vẻ gì. Hạ sơ thất đã nhoèn miệng, bước lên trước hai bước, quý người nhặt cây yếm lên khẽ cười tam tỷ cách nói này của ngươi quá miễn cưỡng rồi đây là chữ hạ sao một nét ngang một nét phẩy bên trên rõ ràng là hoa mai dùng để trang trí bên dưới cũng chỉ là hoa văn trang trí nhìn sơ qua nếu nói nó giống chữ hạ thì cũng thấy có lý nhưng nếu nhìn kỹ màu sắc của nét tô rõ ràng là một chữ nguyệt đội mũ lại mặc thêm quần nữa hơn nữa tiếp tục nhìn kỹ hơn nữa chỉ có chữ nguyệt ở giữa là dùng chỉ theo không giống a nàng như phát hiện ra điều gì đó liền nhìn về phía nguyệt dục cái yếm này sao lại quen vậy nhỉ là đồ của ngươi dĩ nhiên ngươi quen mắt rồi hạ vấn thu lạnh lùng chế diễu không phải chứ hạ sơ thất tự nói một mình nhướng mày lên thật ra nàng không hề biết gì về theo thùa nhưng nàng tỏ ra rất nghiêm túc còn giống như người trong nghề thật sự vậy chau mày lại quay đầu nhìn mai tử vẫy tay mai tử người tới xem mai tử căng thẳng đi tới vừa cầm cái yếm lên xem sắc mặt liền biến đổi nguyệt đại tỷ đây là đồ của nguyệt đại tỷ mai tử và nguyệt dục ở phủ tấn vương qua lại đã nhiều năm cực kỳ quen thuộc thủ pháp đường theo của đối phương. Bình thường qua lại nhiều rồi, cho dù là những vật riêng tư của con gái này, Mai Tử từng nhìn thấy là chuyện bình thường. Vì thế lời nói của nàng ta lập tức khiến người trong điện biến sắc. "Ngươi đừng có nói bừa." Nguyệt Dục trừng mắt với nàng ta, Mai Tử quỳ mạnh xuống đất. "Bệ hạ, nương nương, nô tỳ không dám nói dối, cái yếm này thật sự giống của Nguyệt đại tỷ." tỷ ấy không chỉ có một cái yếm như thế này khi nô tỳ ở phủ tấn vương đã từng thấy rồi còn về thủ pháp theo lý thị năm đó ngụy quốc công phu nhân kinh tài tuyệt diễm người người tranh nhau học hỏi cho dù là nô tỳ cũng theo được vài đường tuy là chất lượng không tốt nhưng cũng là biết làm sang mặt nguyệt dục biến đổi rõ rệt nhìn mai tử người hãm hại ta nguyệt tỷ tỷ ta không có Mai tử suýt chút nữa thì khóc, dập đầu liên tiếp không thôi. Bệ hạ và nương nương minh giám. Nô tỳ chỉ là có gì nói nấy, không dám ăn nói hàm hồ. Thấy mọi chuyện xảy ra lại thay đổi như vậy, lông mày hồng thay đê nhíu lại, ánh mắt u ám nhìn hạ sơ thất một cái. Hạ sơ thất chỉ làm như không thấy, so với những người trong điện, nàng càng giống một người bàn quang hơn. Không vui cũng không giận, Bình tĩnh tới mức người khác đoán không ra rốt cuộc nàng muốn làm gì. Lúc này, Cống phi đã rất lâu không lên tiếng mới chậm rãi chỉ vào Mai Tử. "Đưa cái yếm lại đây, bổn cung nhìn xem." "Dạ, nương nương." Mai Tử cung kính cúi đầu dâng lên. Ngón tay trắng trẻo của Cống phi cầm lấy cái yếm, dáng vẻ cực đẹp, nhưng bà ta chỉ nhìn hai cái, giống như nghĩ ra gì đó lông mày dựng lên, đứng phát dậy nhìn Nguyệt Dục chằm chằm, từng bước từng bước tới trước mặt nàng ta. Tiện nhân! Bà ta không nói lời nào, ném cái yếm trong tay mình lên mặt Nguyệt Dục. Nương nương! Nguyệt Dục kêu lên một tiếng bi ai. Còn dám gọi ta? Cống Phi giơ tay tát một cái lên mặt Nguyệt Dục. Cái đồ tiện tì nhà ngươi, còn dám nói vật này không phải của ngươi. Nương nương! Nguyệt Dục hoảng loạn quỳ xuống dập đầu. Nô tỳ oan uổng, là bọn họ đang hãm hại nô tỳ. Nô tỳ oan uổng quá. Ngươi oan uổng. Cống Phi hung dữ nhìn nàng ta chằm chằm. Đây là cống phẩm nước thuộc, gấm tứ xuyên mà năm Hồng Thái thứ 20. Phường theo thôn Cửu Bích Thành Đông dùng cách dệt mới dệt thành, tổng cộng chỉ có hai tấm, một tấm bệ hạ thưởng cho Trương Hoàng hậu, một tấm cho bổn cung bản cung làm áo trong còn đem vải thừa đưa cho ngươi bổn cung nhớ còn nói với ngươi tấm vải này ngươi mặc bên ngoài thì không được nhưng nếu mặc bên trong thì không sao có chuyện này không có ạ à. giọng nguyệt dục yêu ớt vậy bổn cung hỏi ngươi nếu cái yếm này không phải của ngươi lẽ nào là của bổn cung hay của trương hoàng hậu sao câu này hỏi cực kỳ quái gở trừ cống phi chỉ sợ rằng ai dám hỏi ra miệng hồng thái đế ho mạnh một cái nhắc nhở bà ta chú ý thân phận của mình cống phi nàng quay lại ngồi xuống đi đừng có nóng vội được 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 bổn cung không nói cũng được bổn cung mù mắt rồi cống phi tức giận thở phì phò quay về nhìn bộ dạng quý đầu ủ rũ của nguyệt dục tức tới mức đau cả đầu, day chán, không tiếp tục lên tiếng nữa. Nhưng chuyện cải yếm do Cống Phi chứng thực, tốt hơn bất cứ lời của ai. Chỉ ít, tất cả mọi người trong điện đều biết, nó quả thực là của Nguyệt Dục. Nhưng tại sao rõ ràng nói là của thất tiểu thư, cuối cùng lại biến thành của Nguyệt Dục chứ? Chuyện khuất tất này đã dấy lên rất nhiều phán đoán và tò mò. Chỉ có điều Hoàng đế và Nương Nương đều ở đây, còn cả Hoàng Thái Tôn đang ngồi Tuy trong lòng mọi người đều có suy đoán, muốn cười nhưng lại không ai dám lên tiếng. Ai cũng dùng ánh mắt, không mấy thiện cảm để nhìn Nguyệt Dục. Nguyệt Dục ngây người một lát rồi cũng hồi tỉnh. Sự thay đổi đột ngột xảy ra nhanh như vậy, nàng ta bị hứa rồi, trong lòng cũng đã rõ. Dự cảm trước đó của nàng ta là đúng. Rõ ràng nàng ta bị người khác tinh kế, mà người có thể lấy bản thân ra làm mùi nhử, xuất chiêu hiểm hãm hại nàng ta, chỉ có một người mà thôi. Hạ sở Nàng ta nghiến răng nhìn hạ sơ thất Ngón tay giơ lên Bệ hạ Nương nương Là ả à ta hãm hại nô tỳ Hạ sơ thất ơ một tiếng Mặt ngây thơ vô tội Lời này của Nguyệt cô cô thật kỳ quái Rõ ràng là chắc phu nhân Đã lấy cái yếm ra Tại sao lại nói là ta hãm hại ngươi chứ Ngươi không thấy là ta vô tội hơn ngươi à? bị ngươi vô cớ vu oan làm chứng tư thông với người khác ta phải tìm ai nói lý đây người các người thông đồng với nhau chắc phu nhân là do ngươi gọi tới chúng ta làm sao thông đồng được hạ sơ thất nhìn sắc mặt lạnh lùng của hoàng đế dường như tỉnh ngộ mà a một tiếng bệ hạ nương nương ta đã hiểu rồi người năm đó tư thông với thị vệ rõ ràng là Nguyệt cô cô, có phải không? Nguyệt Dục uất hận không thôi. Người nói láo, ta tư thông với người khác khi nào? Hết chương 480